Em test bộ dàn đại Kenwood DG3 nhé. Vừa còn rất là cực kỳ đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy, em nhìn này. Đấy, loa đẹp chưa? Đây là một đàn một tuner này, à một FM này, CD này, equalizer này, cassette này, âm ly này, cassette này đọc được cả hai kênh âm ly chạy ok hết nhé. CD equalizer chạy ok, CD thì có đĩa nhận có đĩa không nhận. Anh em về kiểm tra. Rồi em test cùng quang trước cho anh em xem nhé. Em cầm sẵn cùng quang rồi. Đây em đang bắt từ cùng quang, bắt từ YouTube à. Loại đây. Giọt lệ này em trao anh hơn tất cả, giọt lệ dòng anh đã diễn trọn tim em. Cái này có chỉ ba chém này. Đêm chém hôm nay trên cánh tay này, ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình xây bằng nước mắt. Có bao giờ tan vỡ đâu anh, lời thề nguyện muôn năm sau em vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin trong mộng thần, từ giờ này anh đang giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu chẳng vội vàng, chưa cạn lời em đã vội tan. Rồi ok nha. Nào hơn phút để chuyển sang chuyển sang CD này. Chạy được mấy bài thì nó cassette nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình nhân thấy đâu ta lừa dối mình. Mưa thu bay bay thăm ướt vài ngày, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa như ướt mắt đây. Tôi đi trong gió mưa xin trời. Để mang ta mang cuộc tình người không chuẩn nha, thâu không chuẩn nên băng chuẩn nghe rất hay nhá. Ok nha anh em nha.